Không biết khi tôi giết ông rồi có ai khóc cho ông không? Không biết. Vậy thì tôi sẽ khóc. Cô nương, tại sao? Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đắm say hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mơ màng vừa nhen nhóm Cậu Thánh Thiên và cô nương A Các Thiên Kiều.
khổ thật xin. Không biết khi rời khỏi nơi đây, trong lòng ông có còn dục gì dương dân? Còn riêng tôi Thiên Kỳ. Một đời xác xơ buồn
dòng máu của thiên kiều đã lung trong quyết quản của thạch tiên tình đôi ta rồi sẽ đành vĩnh biệt dòng máu này xin trả lại cho cổ thạch tiên ơi nợ của ông trọn đời cất giữ dù nắng và yêu thương ai lạnh lùng xa lạ xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyên vẹn ở trong người và dân tộc